Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những tin tức mới nhất, nóng nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với tin tức về tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Luật sư chỉ ra điểm bất thường trong vụ ly hôn của Song Hye Kyo. Luật sư Kim Nam-guk cho rằng vụ ly hôn của Song Hye Kyo và Song Yong-ki không giống những cuộc đổ vỡ gia đình nghệ sĩ khác ở Hàn Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn với đài SBS, luật sư có tiếng trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, Kim Nam-guk đã đưa quan điểm về vụ ly hôn của Song Yong-ki và Song Hye Kyo. Ông cho rằng việc Song Song thông báo ly hôn rộng rãi trên báo chí chỉ một ngày sau khi đệ đơn ly hôn chính là sự bất thường. Luật sư Kim Nam-guk phân tích, đối với những người nổi tiếng, họ thường yêu cầu báo chí không đưa tin cho đến khi đạt được thỏa thuận chung trong vụ ly hôn. Việc Song Yong-ki tuyên bố ly hôn chỉ sau một ngày nộp đơn là động thái cho thấy nam diễn viên muốn Song Hye Kyo nhanh chóng đồng ý với thỏa thuận. Một phóng viên lâu năm trong ngành giải trí xứ Hàn cho rằng Song Yong-ki và Song Hye Kyo có thể không hoàn toàn hiểu đối phương cho việc ly hôn. Tôi tin rằng có một sự khác biệt nhỏ trong lập trường của cặp đôi. Song Yong-ki tuyên bố vụ ly hôn của mình thông qua luật sư, sau đó phía Song Hye Kyo mới lên tiếng chính thức thông qua công ty quản lý. Có thể thấy Song Yong-ki là người khởi xướng thủ tục ly hôn. Phóng viên Kim Deo cho biết, Kim Deo nhận định tháng 7 này Song Hye Kyo và Song Yong-ki sẽ có nhiều cuộc gặp thảo luận ở tòa. Hôm ngày 28 tháng 6, Channel A đưa tin phía Song Yong-ki tự đệ đơn ly hôn lên tòa án mà không thảo luận với Song Hye Kyo. Nữ diễn viên chỉ biết tin khi trở về từ buổi chụp hình ở Thái Lan sau đó một ngày. Thông qua luật sư, nam diễn viên Song Yong-ki cho biết, thay vì việc đổ lỗi xúc phạm nhau, tôi muốn nhanh chóng giải quyết vụ ly hôn một cách nhẹ nhàng, suôn sẻ. Điều đó giống như lời cảnh báo nam diễn viên gửi đến vợ cũ. Nếu Song Hye Kyo có những chia sẻ không thực lòng về cuộc hôn nhân trên truyền thông, Song Yong-ki sẽ tiết lộ toàn bộ sự thật. Bà Song Yong-ki nói trên Channel A bình luận, hiện hai đại diện của cặp sao đang trong quá trình đàm phán, thương lượng để nhanh chóng giải quyết vụ ly hôn. Theo dự kiến, thủ tục ly hôn hoàn tất vào tháng 8 tới đây. Song Yong-ki vẫn quay phim trước ngày đệ đơn ly hôn Song Hye Kyo. Nam diễn viên 34 tuổi bình thản hoàn thành lịch trình quay phim mới, đoàn làm phim không biết anh đang đối diện với sóng gió hôn nhân. Ngày 2 tháng 7, đài OBS phát sóng tập mới nhất của chương trình tin tức độc nhất về người nổi tiếng. Những vấn đề xoay quanh cuộc ly hôn đình đám giữa Song Yong-ki và Song Hye Kyo lại tiếp tục được đưa ra phân tích bình luận. Trong chương trình, đội ngũ sản xuất bộ phim tiết lộ họ không biết chuyện vợ chồng nam diễn viên chính ly hôn. Chúng tôi rất khó để xác nhận chuyện này, đại diện nhà sản xuất phim khẳng định. Vào ngày nộp đơn ly hôn lên tòa án, tài tử 34 tuổi hoàn thành lịch trình đi quay bộ phim điện ảnh Lightning Strip. Một thành viên trong đoàn làm phim chia sẻ, anh vẫn gặp Song Yong-ki trên trường quay. Không ngờ ngay ngày hôm sau, Song Yong-ki thông báo về tin ly hôn. Trước đó, trang Ingasport cũng đưa tin Song Yong-ki đi xem ca nhạc vào ngày đệ đơn ly hôn với Song Hye Kyo, một người trong thế nam diễn viên đi xem vở Hot Summer tại sân khấu Yes 24 Stage ở Seoul, Hàn Quốc. Người này chia sẻ với phóng viên, hôm qua tôi thấy anh ấy đi xem ca nhạc, vì vậy sáng nay khi đọc tin Song Hye Kyo và Song Yong-ki ly hôn, tôi đã rất sốc. Ngày 26 tháng 7, tin tức Song Yong-ki, Song Hye Kyo chia tay sau gần 2 năm kết hôn khiến truyền thông châu Á chấn động. Trang iCorp cho biết cặp đôi đã cân nhắc chuyện ly hôn từ đầu năm nay. Nhiều nguồn tin cho rằng nguyên nhân rạn nứt của Song Song đến từ việc Song Yong-ki ngoại tình với nữ diễn viên Kim Ok-bin, còn Song Hye Kyo cũng bị đồn phải lòng bạn diễn Park Bo-gum. Bên cạnh đó, một số phương tiện truyền thông Hàn Quốc tiết lộ nguyên nhân khác khiến cặp đôi ly hôn, cả hai gặp trục trặc về vấn đề con cái. Kết hôn 2 năm nhưng Song Hye Kyo vẫn chưa mang bầu. Nửa năm xa cách và loạt dấu hiệu báo trước việc ly hôn của Song Yong-ki và Song Hye Kyo. Quý vị và các bạn thân mến, rất nhiều dấu hiệu cho thấy cuộc hôn nhân của Song Yong-ki và Song Hye Kyo gặp vấn đề. Theo thông tin từ tờ My Daily vào sáng nay 27 tháng 6, Song Yong-ki đã đệ đơn ly dị Song Hye Kyo. Nam diễn viên bày tỏ, không có gì thay đổi quá nhiều, nhưng tôi cảm thấy mình trở nên bất ổn định và cảm xúc nên dẫn đến kết quả này. Tôi cảm thấy rằng tất cả những người kết hôn sẽ hiểu cảm giác này. Thông tin khiến người hâm mộ Hàn Quốc và nhiều nước vô cùng sốc vì đây là một trong những cặp đôi đẹp nổi tiếng và luôn nhận sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả. Thực chất trong suốt nhiều tháng qua, Song Yong-ki và Song Hye Kyo liên tục bị đồn việc rạn nứt. Thậm chí có tin đồn rằng một tiểu tam xen giữa đã phá đi hạnh phúc của cặp đôi này, cùng điểm lại loạt dấu hiệu đường ai nấy đi của đôi song song trước khi chính thức công khai ly dị. Trở về từ sau tuần trăng mật nhưng lại giữ khoảng cách.
Chiều tối ngày 17 tháng 11 năm 2018, Song Yong-ki và Song Hee-kyo trở về Hàn Quốc sau chuyến du lịch trăng mật tại châu Âu. Xuất hiện tại sân bay quốc tế Incheon, song song trùm kín mặt, đội mũ, đi cạnh nhưng lại cách nhau một khoảng nhất định, không nói không cười. Riêng Song Hee-kyo chỉ trùm khăn kín mặt và đi thẳng. Phải chăng bắt đầu từ đây, cả hai đã nảy sinh vấn đề? Tháng 2 năm 2019, bắt đầu xuất hiện tin đồn ly hôn. Ở thời điểm đó, cặp đôi vẫn xuất hiện trước công chúng, nhưng nhất quyết không lộ diện. Công ty đại diện của Song Yong-ki, Blossom Entertainment, và công ty quản lý của Song Hee-kyo, United Artist Agency, vẫn duy trì trạng thái im lặng. Hai vợ chồng xuất hiện giữa tin đồn ly hôn, nhưng không cùng nhau. Song Hee-kyo sau đó đã nhanh chóng xóa luôn bức hình do chính cô đăng tải trên Instagram sau khi nhận được bình luận tiêu cực từ netizen. Phủ nhận ly hôn nhưng liên tục xuất hiện mà không đeo nhẫn cưới. Song Song luôn khiến công chúng và truyền thông ngưỡng mộ vì quý trọng chiếc nhẫn đính ước đến mức đeo lì trên tay. Bất kể lúc không có ống kính của phóng viên, khi xuất hiện ở sân bay, đi sự kiện trong và ngoài nước. Nhưng sau khi xuất hiện tin đồn ly hôn, chiếc nhẫn cưới thần thánh này lại không cánh mà bay. Song Hee-kyo còn đeo nhẫn cưới khi xuất hiện ở sân bay dự sự kiện. Người hâm mộ dù không muốn nhưng cũng phải đặt một dấu hỏi lớn về chuyện hôn nhân của Song Song. Song Yong-ki bị đồn ngoại tình, có tiểu tam xuất hiện. Trong diễn biến căng thẳng, báo chí Trung Quốc tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa khi đưa tin nguyên nhân khiến cặp đôi quyết định ly hôn là bởi Song Yong-ki ngoại tình. Nhân vật tiểu tam không ai khác, chính là một người bạn thân của Song Hee-kyo. Loạt dấu hiệu dự báo trước chuyện ly hôn. Ngày 7 tháng 3, Song Yong-ki đã trở về nước sau chuyến quay phim 10 ngày ở Brunei. Được biết sau khi xuống máy bay, đoàn phim đã quyết định mời tất cả ekip dùng cơm. Hình ảnh mọi người tham gia bữa cơm thân mật sau đó đã được một người trong ekip chia sẻ. Song bức ảnh lại thiếu vắng Song Yong-ki. Ngay lập tức, fan hâm mộ liền thắc mắc rằng Song Yong-ki đang ở đâu thì nhận được câu trả lời nam diễn viên đã trở về nhà ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay. Do vậy anh không thể tham gia bữa cơm cùng mọi người. Chia sẻ của đồng nghiệp Song Yong-ki khiến các fan không khỏi vui mừng. Rất nhiều netizen Hàn Trung cho rằng Song Yong-ki vội vã về nhà như vậy là vì sốt sắng muốn gặp bà xã Song Hee-kyo sau nhiều ngày xa cách và cùng bà xã mừng ngày 8 tháng 3. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like, share và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức mới nhất, thú vị nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.